Đây là điều mà người lớn cần nên lưu ý để phòng tránh lây nhiễm viêm màng não cho con trẻ. Cái vùng hồng họng của chúng ta nó có một cái đường rất là ngắn từ cái vùng họng của ta đi lên màng não nhanh lắm, và đặc biệt nữa là những cái con vi khuẩn mà nó về gây viêm màng não thì nó rất là ái lực với những cái tế bào ở cái vùng đó và đi thẳng rất là nhanh. Thì trong đó thì có Haemophilus phế cầu, não mô cầu, thì cái đó người ta khoa học đã chứng minh rất là rõ rồi. Thì cái vai trò của người lớn ở xung quanh con nít là có đóng góp trong cái việc là lây lan cái tác nhân gây bệnh gây viêm màng não. Có một cái thói quen mà tôi muốn là phụ huynh là đừng có nên làm á. Thứ nhất là mình cứ đi thăm đứa nhỏ mà đi thăm mà không chịu đứng xa đâu, phải hung nó mới được. Thì cái điều đó là nếu mình đang bị cảm hoặc trong họng mình có vi khuẩn thì nó sẽ lây thôi. Cái thứ hai là nếu mình cảm thấy mình có trách nhiệm với lại những em bé xung quanh thì mình phải tự chích ngừa để cho cái nguồn vi khuẩn ở của bản thân mình nó sẽ giảm xuống, thì lúc đó mới bảo vệ con em trong gia đình mình được. Và cái điều này nó cũng rất là bình thường khi mà chúng ta thấy là nếu chúng ta không bảo vệ được một cá thể vì lý do không tiếp cận chích ngừa được thì tất cả những người xung quanh phải chích ngừa.